Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Ngọc Dầu, 32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai, thường trú tại huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 14 tháng 5 năm 2023, Công an Hòa Vang tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Ngờ, chú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tham gia cộng tác viên làm việc online trên mạng xã hội để kiếm tiền hoa hồng. Nghe theo lời dụ dỗ, chỉ trong ngày 14 tháng 5, chị Ngờ đã chuyển cho các đối tượng nhiều lần với tổng số tiền 300 triệu đồng. Do số tiền chuyển ngày càng lớn, trong khi Hoa Hồng thì không nhận được, chị Ngờ nghi ngờ bị lừa đảo nên đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Công an huyện Hòa Vang đã củng cố hồ sơ, điều tra, truy xét. Đến ngày 9 tháng 6 thì triệu tập Lương Thị Ngọc Dầu đến làm việc. Dầu khai nhận vào khoảng tháng 2 năm 2023, giàu và chồng là Hồ Đức Thanh, 36 tuổi, trú tại tỉnh An Giang, đã làm giả chứng minh nhân dân, sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hàng mà giàu tạo bằng chứng minh nhân dân giả, có số tài khoản mà chị Ngờ đã chuyển tiền đến. Khám xét khẩn cấp nơi ở của giàu, công an phát hiện thu giữ 6 chứng minh nhân dân mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của giàu. Đồng thời phong tỏa số tiền 2,9 tỷ đồng có trong tài khoản ngân hàng mà vợ chồng người phụ nữ này đang sử dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với đối tượng giàu về hành vi sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác lập chuyên án để tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây này.